Rồi, giấc này mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Giấc này trời mưa lâm râm luôn. Mình đi kiếm mớ cá về ăn coi. Mớ cá gì nướng? Omelette, omelette. Thôi, chưa nói trước. Chứ Phú Hòa. Biết có không? Có cá thì nó tính thôi đi. Trời mưa bão không đi làm gì được hết trơn. Lại đó rồi đi lên. Hải này mất đi cá lú rồi cả nhà ơi. Biên mới. Cậu Út thì mưa lạnh. Ba giây phụ đóng rồi. Giờ chính thì hết rồi. Nghe với vợ nói gì nè. Còn có 2-3 ngày nữa về quê rồi đi chơi. Không chịu đi săn bắt gì đó hả? Rồi cầm nó đi đi lên đường rồi. Rồi dắt này cho mày thục cá thò lòi nè. Mày bắt dính thò lòi mấy khang mày hay nè. Trời này mới rủ em đi vô trong điện lúc mày tổng có câu. Có lý đó mày. 15 gram này. Ôm thùng lưới. Đó, cái hàng thò lòi đó đó, trên nè. Hàng trên có ở đó, đó. 1 2 3, thục lại xuống. Đó. Sâu lắm. Sâu tao mấy kia mày thục. Rồi mình giăng lưới về nhà nghe cả nhà ơi. Quá trời mưa luôn. Quay không được. Hai cái đấu rồi luôn còn. À, hai cũng ướt lôi ngồi trời. Lấy cái cá thôi, kìa mình chưa gỡ hết đâu. Cá đen thui rồi cả. Thành tinh rồi. Cá thành tinh rồi. Cá lâu năm. Mưa gì đâu mà hết biết luôn. Cá không dám ăn. Không dám ăn hả? Đen thui luôn. Này chắc bên Trung mấy mấy cá đổi, mấy cá cháo, cà phê, cá cháo nhiều. Ừ, bức chạy đi nhí ơi. Cái màu khó dính khó lạnh chết. Rồi mình cũng tắt máy đi gỡ phụ coi. Sao ở đây dễ dễ kiếm đồ ăn không tí? Dễ. Dễ hơn trển ha. Dễ hơn trên bộ đất. Trển muốn kiếm nó tầm chừng 300 cây trở. Ở chợ cũng kiếm nhanh lắm. Phải là như bắt hổ theo à. Ở chợ 5 phút mà. Xếp cá rồi cho bá. Giờ mình làm gì ăn nè, mình nướng hay gì? Biết. Nướng chấm mắm tép mẹ đi. Nướng nước. Ừ. Không mưa này sao đốt lửa? Đốt trầu luôn. Đốt trầu luôn. Đốt trầu luôn. Đốt trầu luôn. Hải đi cái lú rồi, không có nhà đốt trầu luôn. Còn không? Còn, ừ, còn coi coi, còn nhóc luôn á. Đi cho nó gỡ con này ra. À, gỡ đi, con cái đó luôn luôn rồi. Mình gỡ hết được với cái tao này. Gỡ hết được với kêu á. Này cái đó này nướng anh ba ơi, ba đạt ơi. Thứ gì chịu nổi. Ủ. Ba à, còn cái đói. Như còn ở dưới á. Còn. Còn cái đói nữa. À, còn cái đói nữa. Còn cái đói nữa kìa. Cái cháo còn lóc dưới đây nè. Gỡ đi mà đè nó mà kiếm. Rồi thành quả của anh em được thu đây. Trong lúc trời mưa bão. Trong cái ăn cá đèn thu cho nó cá thành tinh. Cá thành tinh. Nó cá châu Phi qua. Châu Phi, châu Phi. Châu Phi vậy. Mới qua. Giờ đi mần đi. Rồi mình đi đốt lửa cho. Anh em ướt mình hết rồi, tắm đi. Rồi, làm chết. Mình đã đốt lửa. Quá trời mưa luôn, ai đốt lửa trong trời luôn. Đốt lặt rau. Để mưa lắc rắc sợ mưa lớn rồi không có cho cũ đi giăng lưới. Mà đã rồi mưa lớn thiệt. Mưa sợ luôn hả?
bảo mưa phải mưa thôi. Hôm qua mất câu chuyện rồi không có ra clip được nha. Hải thì đi kéo lú rồi. Lạnh lạnh rồi lửa vậy ấm à. Cá chưa nướng mà ở đây trang trí. Trang trí mâm gạo. Bên đây thì đâm muối ớt. Đâm ớt chanh. Ủa thì gì làm đó. Tép. Mắm tép. Bồ tử không dám ăn tép. Mắm đại sẽ chế nước đại ra luôn, phân ra làm hai dĩa luôn. Hai dĩa bên đây đâm có hai dĩa nữa. Chấm được rồi, ăn chấm gì chấm. Sắc ớt vô cái nữa là thấy. Để nước miếng. Để nước miếng rồi. Giác này mình để cá lên mình nướng. Cá phi đó có tí ở ai lấy đó hả? Châu Phi đó hả? Cá châu Phi đang thui vậy. Dĩ hết không đây? Hết tiếp. Hết sức hàng cá đói. Bốn cá đói. Bày cá cháo. Bỏ cá phi nữa bên đây nè. Đũa. Khích lại. Này nước ngoài, cái này Việt Nam. Gấp này muốn hư chứ. Muốn hư thì gấp rồi. Muốn quát rồi. Khích khích lại là hết á. Đấy, đừng có ấy, cho nó ấy là nó tóc à. Hồi nãy có thay dầu rồi đó. Thay dầu cái nó nóng. Cái này cái mày trở lại vậy cái hồi nó không hết rồi. Nó ngay vậy tụi bài. Nó hết rồi. Nó để ngồi đi. Để trở qua lớp đi. Một bầy cá cháo luôn. Đây. Đó, dạng đó. Phải rồi. Dạng rồi. Trở cái phi luôn coi. Ui ui, trở cái phi luôn. Hết trái luôn. Wow. Im quá tí ơi. Ây da, con này nó cũng bị dạo bên cái mẹo luôn. Nóng dữ vậy ta. Con này như người ta. Ừ. Nóng không? Nóng nóng. Cái gì nóng vậy? Tay nóng miệng la. Ừ. Cứ gấp kệ đi, cứ từ từ. Tí mà có thao mở rồi nữa nó còn bị dính nữa. Kệ nó. Để được như mấy con này vậy nè. Ừ. Nó có sao mà cứ để từ từ chứ. Lâu quá thì nó khét. Chín lần lần à. Nhưng để lên cái dĩ này chứ để lên đó được nha cả nhà. Để riêng ơi. Ăn là. Ấy vui. Ấy vui nó. Giờ thằng này vô đây. Nè nè nè, phủ 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 phủ. Này coi lúc 11 giờ tối sao chịu nổi vậy? Hả? Gì? Này coi lúc 11 giờ tối sao chịu nổi? Đi ngủ, đau quá sao? Đây dạ. Còn đúng rồi, đúng rồi. Để lên tiếp. Để lên tiếp. Con nó chắc được rồi đó. Rồi mời cả nhà ăn cá nướng nha. Với mấy con cháu. Cá nướng chấm mắm tép hả? Anh ấy sắc cà làm kiểu ghê vậy. Mắm tép nó ngon. Sắc cà đẹp chứ. Mắm tép với nước
muối ớt chanh. Ủa muối ớt chanh của vườn ba để qua đó. Đúng rồi. Nãy tao gấp thêm dĩa để bển vậy cổ, chứ còn gấp gì? Được rồi. Được. Cá nướng kìa. Vô vô. Được. Trời mà, tận đây cũng dài, hôm nào nó dài gì quá. 1 2 3 vô. Đó, vô trời mưa lạnh quá mà. Đó vậy ta vô vậy cái nguyên chờ ăn vậy. Hãy đi cái lú chưa về nữa nha. Rồi mời cả nhà ăn miếng cá cháo. Nướng. Cầm mâm tép rồi. Béo. Rồi mời cả nhà ăn cá đối. Cá tao xuồng ở dưới rồi, đừng ăn dưới rồi. Đừng gắng ăn. Cá nào với béo? Cá cháo. Ăn cá ấy đi. Tí rồi. Cá đối đó. Xuồng không nó tí. Cá đối tí. Quá trời nè. Cả nhà có béo cá cháo. Mời cả nhà có cá cháo sao ăn rau. Cười quá cỡ cười kìa. Cảm ơn. Vậy. Chai đầu cưng. Còn lạnh làm vô 2-3 phát cho nó ấm rồi coi. Rồi 1 2 3 vô. Ruột vài ba ly rồi cho nó ấm ấm bụng lại. Nhiều cá để chọn hết. Quá tai dĩa cá luôn. Biết vậy nãy thả bớt rồi ha. Biết vậy nãy thả bớt rồi. Mấy cái bự bự. Đâu có nuôi nó ngày nào đâu. Nó đói. Thả hả? Hết con này dưới anh. Thấy gì? Tao nói gần hết chứ chưa hết. Sáng múc mà. Rồi từng mắt xương, càng như sáng múc. Ừ, cá mơ mất xương nha, cá cháu nha. Hơi bị xương. Nó có xương. Này giống như cái thác lát đó kìa nó. Đâu giống. Cái hình nó giống thôi, nhưng mà cái thác lát đó nó cũng đâu có xương. Xương nó mềm xèo à, đó mất cỏ. Xương thác lát nó cũng vậy. Xương mà. Mềm thế bà. Ai mà dám lên nhạc trước cậu luôn kìa cô. Đầu này lớn vậy? Thùng nó lớn hết sức luôn. Mở hết công sức đó. Đặt hết công sức luôn. Cái gì? Nói chuyện có đói mà mùa này nó lên là béo lắm. Vô. Béo rồi. Đã ngược mà. Đã lên. Trời vậy. Từ từ thôi. Mưa lạnh. Nhanh nhanh lên cho ngắm bụng. Cải đại vô nhí ơi. Có chắc canxi nhí ơi. Đuôi. Nãy trời này nó lạnh đi lạnh đã luôn rồi, chưa về nữa. Về thì cái tối. Về đó là tới tối rồi. Mưa. Nó không có mà có mưa. Nãy giờ Thanh cũng đi theo nó nhiều phải không? Ủa, Thanh gỡ. Mà tướng cái mặt vậy đâu có sợ lạnh. Tướng mấy người mặt đâu có lạnh đâu mà sợ. Nó hôm nay là mấy con rồi. Mấy con đứa à. Đứa còn nuôi không nổi nữa, có đâu tới mấy. Ăn cái xương dở rồi, ăn cái đói vậy. Ừ. Cái đó không châu phi nè, châu phi còn mấy châu phi kìa. Khá châu phi á. Châu phi nhường nhanh ba. Đâu nữa rồi? Có không đưa đều đều mày có 2 ly của mày không rồi tao nghĩ à. Chơi giấu quy. Chuyện quên tao góp. Chuyện mà. Ủa bển 2 chai mà ta. Quá. Mấy người rửa cái 2-3 chai nước sẽ ớn vậy. Cái này cái nước. Nước. Để hai bên về đó tìm chai nữa kìa. Tôi chứ uống phải uống cho tỉnh. Chứ uống mà uống không tỉnh rồi sao uống. Uống không tỉnh nó đi tùm lum la hả? Còn đâu anh và anh nó mới chuyển qua. Con mất sim con đổi số rồi hoài luôn. Số mày còn máy tay vậy. Ờ. Còn mắc sim á rồi mới giặt lại rồi mới mua cái máy đó mới mà không mát á, còn cá còn mát cái bỏ túi lọt hoài luôn à. Đem đem cỏ hả? Vô. Thôi vô cái nữa mình cũng kết thúc video coi.
dài quá. Mày điện số 44 không phải không? Đâu có số con 150 chứ. Con mày chơi mày điện số tao á. Con cũng không biết nữa, không nhớ nữa. Ừ, cả béo hết sức luôn cả nhà ơi. À, ta béo luôn. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc video đây, làm lại đây nha. Rồi cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và coi kênh của Toàn Như Hải. Chúc cả nhà giờ sức khỏe. Giờ mấy anh em xin chào cả nhà. Có cổ cũng nha. Có cổ ra.